nói cho Ben với mấy bạn này Bali đó bao. Bali à, con muốn về nhà. Bali, Ben đó bao nào? Con chọn cái nào? Con mua đi kem. Ủa con kem hả? Dữ dằn cho các bạn rất thích luôn, rất thích táo bào luôn, đủ màu luôn, đủ màu đủ sắc luôn. Có rồi em. Có kem luôn các bạn ơi, có kem luôn nè. Vậy phải không? Phải vậy không? Khéo quá chú, khéo quá chú, làm nguyên cái bông đẹp luôn kìa. Từ từ nắng dữ lắm. Còn có chi, không có đủ tiền, con có 6.000 trong túi thôi. Thiếu ly đây, để sáng làm thiếu ly đây. Thiếu ly nha, ghé đồng. Không ghé rồi, thôi, bữa nào cũng ghé rồi nha. Có, nãy trả bả 6.000 lại rồi. Rồi, để đây. Rồi, 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 thiếu luôn rồi. Ghé đội ông Mười nha, Mười Thọn cái bên nè. Rồi, tay ba nhỏ mua ba ly, ba ly đá bào ngon lắm nha các bạn ơi. Cẩn thận, đi sát hơn, đi thẳng hàng, một hàng dọc, đi. Về nhà thôi. Về nhà mới được ăn nha. Cầm cẩn thận bên. Nghiêng quá là không có ngon đâu. Rớt đấy. Cẩn thận, cầm cẩn thận, về tới nhà mới ăn nha. Mẹ, mẹ cầm tiếp bên được không? Cẩn thận đó, đi vào dưới đất nữa. Rớt một cái là bị ăn luôn. Thiếu rồi nha ông ơi. Tại vì đưa giấy 200.000 không có tiền thôi. Cho nên là nửa đội mọi nha, nói mọi người thiếu vô 10 thòn rồi. Rồi, ba đứa mọi cho em đi. Mọi cái này nè, ngồi quay mặt ra coi. Ăn đưa cái nào. Tại sao vậy? Con đứa nào thấy ăn gì cũng dịch lộn ăn được đó à. Thảo kỳ thiệt là kỳ luôn. Đủ màu sắc hết trơn luôn ta. Đâu đâu nè mẹ coi ơi, ngon không? Ben, 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 nhìn mẹ ơi. Nhìn nó ngon không ạ? Ngon không mà ăn dữ vậy? Ăn giỏi quá nè.
mà mình ăn nó bào mà. Ăn nhanh lên. Ông Mười ơi, ông Mười đừng có đọc, ông Mười ơi. Ôi, ba đứa lo ăn đi nè. Ngon không? Nói các bạn ơi, ngon không nè? Đó, hỏi kìa. Sao lại hỏi ngược lại? Con ăn mà con hỏi ngược bạn là sao? Các bạn hỏi con ăn ngon không kìa? Ngon không Thảo? Thấy ba bạn tích cực đây chưa nè. Nhìn nè, nhìn bạn Bi đang kìa, thấy ghét chưa? Trường rồi, sao hôm nay Minh Đăng về sớm vậy? Minh Đăng trốn học hả? Có trốn học không? Không. Không trốn học sao mà hai mới nghe đến trống mà sao mà, em về sớm vậy? Chạy ra rồi. Mấy anh chạy ra rồi. Mà sao Minh Đăng được về sớm vậy? Đăng ký thành viên để ủng hộ Soybean TV làm những video tiếp theo nhé.